Nguyễn Thị Tuyết, mẫu nữ vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? Rùng mình dòng status điềm báo. Nguyễn Thị Tuyết là ai? Nguyễn Thị Tuyết được biết đến là thí sinh từng tham gia cuộc thi người mẫu Việt Nam Next Top Model 2011 và từng được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký của chương trình. Dù chỉ dừng chân ở top 6 chung cuộc, nhưng Nguyễn Thị Tuyết vẫn giành được sự yêu mến và ủng hộ của đông đảo khán giả. Tối ngày 19 tháng 1, làng giải trí vô cùng bàng hoàng và thương xót trước sự ra đi đột ngột của cô. Sự nghiệp của Nguyễn Thị Tuyết từng là đối thủ nặng ký của Hoàng Thùy và Lê Thúy tại Việt Nam Next Top Model 2011. Năm 2011, Nguyễn Thị Tuyết đăng ký tham gia cuộc thi người mẫu Việt Nam Next Top Model mùa 2 và nhanh chóng gây chú ý bởi chiều cao ấn tượng 1m75, cân nặng 51,5kg, cùng số đo 3 vòng lần lượt là 86, 65, 91. Sở hữu gương mặt ưa nhìn, cá tính, ngay từ những vòng đầu, chân dài Hà Thành đã được ban giám khảo đánh giá là có tiềm năng và là đối thủ nặng ký của một loạt những gương mặt đình đám trong làng mẫu hiện nay như Hoàng Thùy, Lê Thúy, Tidi Thùy Dương, Thùy Trang, Trà My. Tại cuộc thi năm đó, Nguyễn Thị Tuyết cũng là một trong số hiếm hoi các thí sinh hai lần được xướng tên là người có bức ảnh đẹp nhất với thử thách chụp ảnh khi sải bước catwalk cùng với giày guốc nhựa và chụp ảnh dưới nước. Tuy nhiên may mắn không mỉm cười với Nguyễn Thị Tuyết khi cô đành nói lời chia tay ở top 6 với thử thách chụp ảnh cùng voi tại núi rừng Tây Nguyên. Chia tay cuộc thi người mẫu Việt Nam ở top 6 khi đang vẫn ở trong độ tuổi 18, Nguyễn Thị Tuyết được khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn xa hơn trong sự nghiệp người mẫu sau này. Được biết, sau sân chơi Việt Nam Next Top Model, Nguyễn Thị Tuyết đã tiếp tục theo đuổi nghề mẫu và lấy nghệ danh là Nguyễn Khánh Tuyết. Song song với việc nhận những lời mời chụp ảnh lúc bút và đứng trên sàn diễn, Khánh Tuyết cũng ghi danh tham gia một số cuộc thi siêu mẫu khác và giành vài giải thưởng ấn tượng. Dù vậy, so với các thí sinh khác có cùng số phát điểm như Hoàng Thùy, Lê Thúy, Tidi Thùy Dương, tên tuổi của Nguyễn Thị Tuyết được đánh giá là không quá nổi bật. Người đẹp cũng chọn cuộc sống kín tiếng và tránh xa hào quang của showbiz trong những năm gần đây. Một số thành tích của Nguyễn Thị Tuyết: Top 6 Việt Nam Next Top Model 2011, Siêu mẫu trẻ triển vọng 2012, Top 30 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh Miss Photo 2012. Chuyện đời tư của Nguyễn Thị Tuyết. Nguyễn Thị Tuyết vốn rất kín tiếng về chuyện tình cảm, tuy nhiên trên trang cá nhân, người đẹp thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh của một cậu bé kháu khỉnh và xác nhận là con trai của mình. Theo tiết lộ của Nguyễn Thị Tuyết, cô sinh con từ năm 2015. Nguyễn Thị Tuyết qua đời vì tai nạn giao thông. Mới đây, làng thời trang Việt đã đón nhận một tin sốc khi người mẫu Nguyễn Thị Tuyết, thí sinh từng lọt top 6 Việt Nam Next Top Model 2011, đã bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông. Thông tin này đã được nhiều bạn bè đồng nghiệp trong giới lần lượt xác nhận và thương tiếc báo tin. Cụ thể, trên Facebook, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Xuân Lan, người mẫu Nhã Trúc đã thông báo tin buồn và xót xa trước sự ra đi của đồng nghiệp đàn em. Hiện tại, sự ra đi đột ngột của nữ người mẫu sinh năm 1993 đang khiến người thân đồng nghiệp vô cùng ngỡ ngàng và xót xa. Dòng trạng thái cuối cùng của Nguyễn Thị Tuyết: dự cảm trước điều không may. Trên trang cá nhân, nhiều sao Việt đăng status chia buồn, ai cũng không giấu được sự buồn bã, mong Nguyễn Thị Tuyết an nghỉ. Bên cạnh những tâm sự đời thường, bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của Nguyễn Thị Tuyết cũng khiến nhiều người phải giật mình. Chân dài mượn thơ để bày tỏ nỗi niềm quy luật của cuộc sống. Vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời. Trong trạng thái của Nguyễn Thị Tuyết như dự cảm trước điều gì đó không may mắn sắp xảy ra với mình, và cuối cùng nó đã thành sự thật. Khi đọc lại status này, mọi người đều phải giật mình.